Xin chào, Mr. Zero, kênh bóng đá Phương Nhượng đã quay trở lại rồi đây. 700 bàn thắng trong sự nghiệp CR7. Tối ngày 21 tháng 10, France Football công bố 30 đề cử cho giải thưởng vỏ quả bóng vàng 2019 với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Virgil van Dijk. Ronaldo góp mặt trong top 30 quả bóng vàng 2019 là điều được dự đoán trước sau một năm thăng hoa cùng Juventus và tuyển Bồ Đào Nha. CR7 ra sân 52 trận trên mọi đấu trường cho lão phu nhân ghi 33 bàn. Anh là đầu tàu giúp tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League năm 2019. Vừa qua, Ronaldo chạm mốc 700 bàn thắng. Cùng xem lại 700 bàn thắng đã ghi trong sự nghiệp của CR7 nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. How it might go and what are your feelings about the result either way? To be honest, I think you're gonna win. I want to finish in the top level. Bây giờ là đợt phản công các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ronaldo đang rất thoáng. Ronaldo đối mặt với Ronaldo đang là Gerard Pique. Quang ơi, rất khéo léo. Video. That must have been difficult for you at first. But I still don't understand him. Siêu sao người Bồ Đào Nha bắt đầu với bàn thắng vào ngày 7 tháng 10 năm 2002 trong chiến thắng 3-0 của Sporting Lisbon. Với Moreirense SC, CR7 ghi bàn vào phút thứ 34 trước khi hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ. Trong thời gian khoác áo đội bóng đào tạo nên mình, Ronaldo đã có 5 bàn. Sau khi rời Sporting Lisbon để tới MU vào năm 2003, Ronaldo mất 3 tháng để có bàn thắng đầu tiên trong quỷ đỏ. Đó là pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước Portsmouth vào tháng 11 năm 2003. Trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo mất đi 1 năm để có bàn thắng đầu tiên. Đó là pha lập công trong trận khai mạc Euro năm 2004, Bồ Đào Nha thua Hy Lạp 1-2. Tiền đạo sinh năm 1985 bắt đầu sự nghiệp với Sporting Lisbon trước khi chuyển đến Manchester United vào năm 2003 với mức giá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ lúc bấy giờ 12 triệu bảng. Tuy nhiên, Ronaldo cũng đã đền đáp xứng đáng lại cho quỷ đỏ, nơi đích thị là bể phóng, đưa một chàng trai từ chỗ có thân hình mỏng cơm, thiếu chắc chắn, bước lên tầm cao được cả thế giới biết đến. Ở Old Trafford trong 6 năm, Ronaldo xem Sir Alex như là người cha và đến bây giờ vẫn dành sự tôn trọng như thế. Real Madrid là nơi giúp Ronaldo đạt đỉnh cao trong sự nghiệp khi chuyển đến vào năm 2009, nhưng MU đích thị mang một dấu ấn sâu đậm, bước ngoặt trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ. Trong 6 năm gắn bó với MU, Ronaldo ghi tổng cộng là 118 bàn, gồm 84 bàn tại Premier League. Anh giành 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League. Rời MU để gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2009. Ronaldo ghi bàn ngay trong trận ra mắt khi Real thắng Deportivo 3-2. Khởi đầu suôn sẻ này đã mở ra 450 bàn sau 438 trận của CR7 cho Real. Thành tích này biến Ronaldo thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mùa đầu tiên trở La Liga, Ronaldo chỉ ghi được 33 bàn thắng, nhưng 8 mùa sau đó anh luôn đạt thành tích ghi bàn đáng nể trên 40 bàn mỗi mùa, đỉnh điểm là mùa năm 2014-2015 với 61 bàn. Anh cùng Real giành 2 chức vô địch La Liga và 4 chức vô địch Champions League. 1,03 là bình quân số bàn thắng trong một trận đấu của Ronaldo trong màu áo của Real Madrid. Con số này cao hơn tất cả những đội mà anh từng khoác áo, trong đó có đội tuyển Bồ Đào Nha. Cụ thể, con số này ở tuyển Bồ Đào Nha là 0,6, MU là 0,4 và 0,2 ở Sporting Lisbon.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Yeah. You can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. All the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now. Ronaldo giờ có 95 bàn trong Bồ Đào Nha và cũng là chân sút vĩ đại nhất quốc gia trên bán đảo Iberia. Anh cũng đang hướng đến kỷ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia. Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi Ali Dai của đội tuyển Iran với 109 bàn thắng. Với Ali Dai cũng cho rằng việc Ronaldo phá kỷ lục của mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội tuyển Andorra, Armenia, Latvia và Thụy Điển là những đội mà Ronaldo ghi bàn nhiều nhất với 5 bàn vào lưới của mỗi đội. Danh sách 4 bàn bao gồm các đội tuyển Estonia, đảo Faroe, Hungary, Lithuania, Luxembourg và Hà Lan. Ronaldo chưa từng ghi bàn vào 4 tuyển sau là Đức, Pháp, Ý và Anh. Ở cấp độ câu lạc bộ, các cầu thủ yêu thích của CR7 là Sevilla 27 bàn, Atletico Madrid 25 bàn, Getafe 23 bàn, Celta Vigo 20 bàn và cả Barcelona 18 bàn. Nếu tính theo đấu trường, Ronaldo còn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League với 127 bàn sau 164 trận. Tại World Cup, Ronaldo có 7 bàn cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, giống kình địch Lionel Messi với Argentina, không bàn nào trong số này của Ronaldo được thực hiện tại các vòng knockout của các kỳ World Cup. Thành tích tốt nhất của Ronaldo với Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup là vị trí thứ tư tại World Cup năm 2006. Tại đấu trường Euro, Ronaldo đã có 9 bàn sau 21 trận cho Bồ Đào Nha và cùng Senegal vô địch Euro năm 2016, Nations League năm 2019. Ronaldo đến Real Madrid với tư cách cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới và anh ra đi khi đã là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Rõ ràng, việc siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi để lại một cái bóng quá lớn ở Santiago Bernabeu và Real cần phải tìm ngay một cầu thủ có đủ tố chất để giúp cho người hâm mộ phần nào quên đi hình bóng của CR7 trên sân Bernabeu. You know
know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain, need to make. Sau 3 trận đấu tịt ngòi ở Syria khiến người hâm mộ hụt hẫng và khắc khoải chờ đợi. Cuối cùng, ở trận đấu thứ 4 trong màu áo của Bianconeri, Ronaldo đã ghi bàn. Sau 320 phút bế tắc, Ronaldo đã có pha làm bàn đầu tiên trong màu áo của Juventus, cũng là bàn thắng đầu tiên tại Syria. Sau khi rời Real, Ronaldo gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2018 và có hơn 30 bàn thắng cho đội bóng Italy tính đến thời điểm lúc này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến cú hat-trick kinh điển vào lưới của Atlético Madrid. Không ai khác, Ronaldo chính là nhân vật trung tâm trong trận lượt về Champions League giữa Juventus và Atlético. Đội bóng nước Ý cũng đã trở thành một cái tên được nhớ đến trong lịch sử với màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục. Ở tuổi 34, ngấp nghé 35, Ronaldo vẫn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới và những vùng đất mới. Ngoài đặt mục tiêu sưu tập danh hiệu Scudetto cùng Juve, Ronaldo rất muốn đội bóng giàu thành tích thành Turin giành lấy danh hiệu Champions League, nơi anh đang là kỷ lục gia với những thành tích khó tin. Và con số 700 bàn thắng vừa được xác lập sẽ là bước ngoặt để CR7 tỏa sáng trong thời gian tới. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. Nếu bạn cũng là một fan của CR7, đừng tiếc một like, share và một subscribe ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.